Hành hương Phật tích Ấn Độ là một hành trình đáng để đi và đáng để được trải nghiệm. Và trong chuyến đi 7 ngày 7 đêm ở hai quốc gia Ấn Độ và Nepal, đoàn mình đã có cơ hội tham quan và chiêm bái tứ động tâm, 4 thánh tích linh thiêng của Phật giáo. Ngoài ra còn được dịp đến dòng sông Hằng linh thiêng để chứng kiến tục đốt xác đầy kỳ bí của người Ấn. Vì không có kiến thức sâu về Phật giáo, ở video này mình chỉ xin phép ghi lại cái hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh đến vùng đất Phật với chi phí thấp nhất. Mọi người nếu muốn tham gia hành hương Phật tích Ấn Độ thì có thể đọc tham khảo ở phần bình luận, mình sẽ để thông tin chi tiết. Hành trình của mình sẽ bắt đầu từ thành phố Hồ Chí Minh và sau đó thì thực hiện chuyến bay đến thành phố Kolkata. Và ở đây thì mình tiếp tục đi thêm một chuyến bay nữa, đó là đến Varanasi. Varanasi nổi tiếng với dòng sông Hằng, với cái tục đốt xác và nơi được cho là linh thiêng nhất ở Ấn Độ. Ở đây mọi người sẽ bỡ ngỡ và sốc khi chứng kiến cái tục đốt xác. Và sau đây là không khí mà mình ghi nhận tại sân bay. Khai sinh ra đạo Phật nhưng mà ở đây á, gần như là đạo Phật ít khi được thể hiện lắm. Và cuộc sống của người dân ở đây phần lớn là theo đạo Hindu hay còn gọi là đạo Ấn Độ giáo. Và mọi người sẽ thấy là xã hội Ấn Độ đang phân chia giai cấp vô cùng rõ nét. Và họ phân chia theo từng tầng lớp mà ở video sắp tới thì mình sẽ nói rõ hơn. Và các bác chị sẽ thấy là người dân ở đây á, họ có những cái tín ngưỡng được gọi là tín ngưỡng đa thần, mà Phật giáo cũng chỉ là một cái vị thần nhỏ ở trong cái tín ngưỡng của họ. Tại Ấn Độ, một quốc gia với dân số 1,4 tỷ người, tức là quốc gia đông dân nhất trên thế giới. Và ở đây thì tình trạng khủng bố cũng thường xuyên diễn ra. Vì vậy thì ở những nơi công cộng như thế này, mọi người sẽ thấy cảnh sát cầm súng. Ở đây thì mọi người sẽ bị làm phiền rất là nhiều bởi những người buôn bán hàng rong. Một điều vô cùng buồn đó là tình trạng ăn xin ở đây diễn ra rất phổ biến. Thậm chí kể cả những người bảo vệ hoặc là những người lao động có sức khỏe nhưng mà họ luôn luôn sẵn sàng đưa tay ra để xin tiền. Và hôm nay thì mình may mắn cùng với rất là nhiều nhà báo, rồi các công ty du lịch, giám đốc các công ty để thực hiện một cái chuyến farm trip, tức là một cái chuyến đi để khảo sát về cái tour sắp tới sẽ mở để khai thác về cái chuyến hành hương trên đất Phật. Và đây là một trong những cái tour mà được cho là giá rẻ nhất trên thị trường. Các bác anh chị nếu mà muốn tham gia thì có thể nhắn tin cho Phong. Phong sẽ chỉ cho mọi người cách đăng ký đi như thế nào. Ở Ấn Độ có một điều đặc biệt là ẩm thực đường phố ở Ấn Độ thì rất là nhiều ruồi. Hôm nay mình chia sẻ với mọi người một cái chợ nhỏ ở vùng nông thôn tại Ấn, sẽ thấy là tất cả các món ăn đều có một cái đặc sản có thêm môn gia vị, đó là ruồi bám lên. Nhưng mà mọi người ăn rất là mặc nhiên và bình thường. Nhiệt độ lúc này là đã gần 40 độ C rồi, mọi người thấy cơ thể của mình đẫm mồ hôi. Nhưng đối với người Ấn thì cái việc nắng nóng và ruồi bu là một chuyện, thậm chí là khói bụi cũng là một cái chuyện rất bình thường và họ ăn rất là ngon lành. Quả thật là Ấn Độ không làm mình thất vọng ha. Khách vẫn ăn, người ta vẫn đến để thưởng thức món ăn bình thường. Ngon miệng không có bác anh chị? Món đặc sản ở Ấn Độ nha cô bác anh chị, Pari Kuri. Đây. Đây 10 ruby khoảng 3.000 đồng. Ăn khoảng 50 cái gì đó. Xong cái nào thì ăn cái đó. Một trong những cái món đặc sản ở Ấn Độ, Pari Kuri. Ngay tại Ấn Độ thì người ta phân biệt giai cấp vô cùng rõ nét dựa trên yếu tố tôn giáo nha mọi người. Đối với những cái tầng lớp thuộc Bà La Môn thì luôn luôn được kính trọng và nể trọng, còn những cái tầng lớp khác thì họ phải sống một cuộc sống vô cùng khó khăn và chật vật. Và đi khắp các cái nông thôn hoặc là các ngôi đền ở Ấn Độ thì mọi người sẽ bắt gặp cái tình trạng đó là rất là nhiều người thuộc tầng lớp Dalit, họ phải làm những công việc như là bốc vác hoặc là khiêng những cái người ở tầng lớp cao hơn lên trên những cái ngôi đền hoặc là những bảo tháp, hoặc là những cái người tầng lớp thấp thì họ phải với cuộc sống khốn khổ. Năm ngoái khi mà mình đến Ấn Độ, mình bị làm phiền về cái việc đó là ăn xin. Tuy nhiên thì mình có đánh rơi cái ví và sau đó thì người ta nhặt được và trả lại toàn bộ giấy tờ. Trong tín ngưỡng của người Ấn thì cái việc trộm cắp sẽ mang rất là nhiều nghiệp cho kiếp sau. Ở phía sau lưng Phong đây là một căn nhà của một người dân Ấn. Mọi người có thể thấy chỉ là một vài thanh tre rồi vén lên cho một cái màn. Họ chỉ cần che xương thôi, và trên người của họ chỉ là một chiếc màn để chống lạnh về đêm. Người dân Ấn Độ với những cuộc sống vô gia cư như thế này rất là nhiều. Và hôm nay thì Phong đang có mặt tại dòng sông Hằng, một trong những cái dòng sông linh thiêng ở Ấn Độ. Người dân ở Ấn Độ quan niệm rằng cuộc đời của họ một lần sẽ phải tắm cho dòng sông này, hoặc khi mà mất đi thì tro cốt của họ sẽ được hỏa táng và rải xuống dòng sông này. Dòng sông này với tâm niệm của họ vô cùng sạch sẽ và gột rửa rất là nhiều điều dơ bẩn. Tuy nhiên thì về mặt khoa học và nhãn quan thì dòng sông này đang vô cùng ô nhiễm. Quan niệm của người dân Ấn thì đến dòng sông Hằng như về một vùng đất thánh, hoặc là vùng về với cái nguồn cội của mình. Và hôm nay thì Phong sẽ cùng với mọi người khám phá dòng sông này. Sông Hằng gắn với một nền văn minh vô cùng rực rỡ ở Ấn Độ, và con sông này như là một huyết mạch của vùng đất này. Ở phía trước mọi người, đây là những đống lửa, bên trong đó là những thi thể của những người mất. Đối với người Ấn thì khi mà sức khỏe của họ yếu đi thì họ sẽ tìm đến ngôi đền này, nằm và chờ cái khoảnh khắc trút hơi thở cuối cùng. Ngọn lửa này đã cháy xuyên suốt mấy ngàn năm qua, và đây là ngôi đền cổ nhất trên thế giới. Sau khi hỏa thiêu thì người ta sẽ ném toàn bộ tro cốt xuống dòng sông Hằng, và mọi người có thể thấy là ván mỡ của người đang nổi lợn cợn ở bờ. Còn góc máy này thì mình ghi nhận lại hình ảnh của những người Ấn họ tìm đến đây để tắm trên chính cái dòng sông mà ở phía cách đó khoảng một cây số, đó là lò thiêu, nơi mà rải những cái tro cốt. Thậm chí có những cái thi thể người ta thiêu mấy lần rồi nó cũng không phân hủy hết, nó vẫn còn xương người. Nhưng mà đối với người Ấn thì ở cái việc tắm cho dòng sông này, dù nó bẩn như thế nào nhưng trong tâm thức của họ thì dòng sông này luôn luôn sạch sẽ và tinh khiết. Một lò thiêu với tuổi thọ hơn 2.600 năm đang cố mọi cách để chất thật nhiều củi để thiêu những cái thi thể người mất. Và có một điều đặc biệt mà mình muốn nhấn mạnh với mọi người, con sông Hằng rất là dài, nhưng không hiểu tại sao khi mà chảy ngang qua cái thành phố Varanasi này thì dòng nước lại chảy ngược về từ ở hướng biển lên trên đỉnh núi Himalaya. Vì vậy thì theo quan điểm của người Ấn Độ thì tắm trên dòng sông này, gội rửa trên dòng sông này, và lúc mất đi thả tro cốt xuống dòng sông này cũng là thời điểm mà mọi linh hồn của con người sẽ đi ngược về hướng dãy núi Himalaya, nơi được cho là ngọn núi linh thiêng nhất trên thế giới. Vì vậy thì ai cũng một lần trong đời tìm đến dòng sông này để tắm rửa. Kính thưa các bạn, lần đầu tiên mà khi mà vừa mới đặt chân xuống Ấn Độ thì địa điểm đầu tiên mà Phong sẽ có mặt đó là Vườn Lộc Uyển. Và cảm nhận đầu tiên sẽ gặp rất là nhiều những người vô gia cư và những người ăn xin ở đây. Mọi người luôn luôn căn dặn Phong là phải cẩn thận một chút nha. Okay. Đây, Phong đang đi chuyển vào trong. Vườn Lộc Uyển hay còn gọi là Vườn Nai, và được xem là thánh tích của Phật giáo, và là một trong những điểm hành hương không thể thiếu khi chúng ta đến thành phố Ba La Nại hay còn gọi là Varanasi. 5 tuần sau khi giác ngộ thì Đức Phật đã đi từ Bồ Đề Đạo Tràng vượt hơn 120 cây số để đến Vườn Lộc Uyển. Đến đây thì Ngài đã thuyết pháp ra bài kinh Tứ Diệu Đế cho 5 vị tu sĩ khổ hạnh. Và tại đây thì Đức Phật cũng đã bắt đầu nhận ra rất là nhiều điều, giác ngộ ra rất là nhiều điều, và sau đó thì truyền bá rộng rãi về đạo Phật. Và đây được cho là một trong những điểm quan trọng khi chúng ta đi hành hương nha các bác anh chị. Trong kiến thức Phật giáo của Phong không nhiều, vì vậy thì Phong sẽ không thể nào nói sâu được và cũng không thể nào chính xác như các vị tu sĩ hay các nhà nghiên cứu. Vì vậy thì trong giới hạn video này, Phong chỉ có thể chia sẻ với mọi người về khung cảnh ở đây, những thánh tích hiện giờ vẫn còn đang lưu giữ, và hy vọng rằng mọi người có dịp đến đây để cảm giác thấy tâm mình đã an lạc như thế nào, cảm giác thấy đạo Phật và Đức Phật hạnh độ ra sao nha. Bảo vệ họ đang quản lý rất là nghiêm khi mà không cho những người khác mạo phạm vào. Có một cái thực tế như thế này nha mọi người. Cô bác anh chị nếu mà đến các cái địa điểm, 4 cái địa điểm quan trọng của Phật Thích Ca, thì cô bác sẽ thấy là có một cái tình trạng mà đối với Phong thì Phong đến thì Phong rất là phiền lòng. Người dân ở đây quản lý bởi những người Bà La Môn, họ đứng ra, họ quản lý và họ nhận những khoản tiền. Rồi họ bắt những cái người phụ nữ như thế này này, một là đứng để trùng tu lại, quét dọn lại, rồi hoặc là cắt cỏ, giống như là muốn giữ gìn cái những cái phế tích này. Sau đó thì khi mà kết thúc cái buổi tham quan thì họ sẽ ra để xin tiền. Không có khách thì họ sẽ không làm. Vì vậy thì nếu như thực tế thì quanh năm suốt tháng mà họ ở đây thì cỏ sẽ không mọc như vậy đâu. Mọi người sẽ thấy nè, ngay tại công trình của đạo Phật mà cô bác anh chị cũng đã thấy có một số đạo khác như đạo Hồi bên tay trái mọi người, rồi những người theo đạo Hindu và rất là nhiều tầng lớp họ đang có mặt ở đây. Và đây là bảo tháp Chaukhandi, là nơi mà Đức Phật đã gặp gỡ các đệ tử của mình lần đầu tiên. Khi đến đây thì mọi người nên hành thiền bằng cách là đi xung quanh bảo tháp theo hướng triều kim đồng hồ, đi với ít nhất là 3 vòng, 7 vòng hoặc là 9 vòng, tùy sức khỏe của mọi người. Nhưng mà từ nãy giờ khi mà mình có mặt ở đây thì mình cảm giác thấy lòng mình vô cùng thanh thản. Thậm chí là có anh chị em trong đoàn khi mà đặt chân đến quê hương, ở nơi ghi lại những cái dấu chân của Đức Phật, đã vỡ òa cái cảm xúc. Có người còn khóc nấc ngay tại địa điểm này luôn nha mọi người. Và đây là một tăng đoàn đến từ quốc gia Sri Lanka. Ở Ấn Độ thì Phật giáo chỉ chiếm một cái tỷ lệ vô cùng nhỏ. Phật giáo hiện giờ đang phát triển rực rỡ ở các nước như là Nhật Bản, Trung Quốc, Myanmar, Lào, Thái Lan, Việt Nam và Campuchia. Bây giờ thì mình sẽ đi ra khu vực Vườn Lộc Uyển, ở nơi mà có rất là nhiều nai và nơi là cũng là vị Phật Thích Ca ngồi ở đó và thuyết pháp truyền cho 5 vị đệ tử. Đến Ấn Độ thì nếu mọi người có dịp đi cái hành trình về tứ động tâm thì 4 cái địa điểm quan trọng thì mọi người có thể không nên bỏ sót ở cái nơi này. Một trong 4 cái nơi quan trọng trong cuộc đời của Phật Thích Ca. Từ Sri Lanka mà đến Varanasi thì thực tế rất là xa, và các vị sư ở đây chắc là lẽ cũng yên tâm và được lựa chọn mới trở về con đường hành hương của Đức Phật Thích Ca. Đây là cái trái bắp trị giá là hơn 14.000 đồng tiền Việt Nam, mà tiền của Ấn Độ đó là 50 rupee mà mình vừa mới mua từ một cái chị gái ở đây. Chị đang nướng bắp nè mà chị nướng cháy quá trời luôn rồi. Namaste, xin chào. Namo, namo hả? Bạn này biết nói được vài câu. Namo Bonsi Thích Ca Moni Phật. Oh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Yes. Cô này thì bán trái bắp này nè, có giá là 14.000 tiền Việt Nam nha. Nướng biết sao nướng mà cháy hết rồi. Nhưng mà nướng ngộ không? Đã trực tiếp kênh than luôn mà. Đây là những cái đồ chơi mà họ sẽ tiếp cận mà mình tiếp tục mua nè. Ok, thank you. $5. No. Good price, not too much. $5. Okay. Good make. $5 good price. Bây giờ họ từ 10 đô họ giảm còn 5 đô và họ tiếp tục cứ đeo bám mình mãi. Bây giờ thì mình sẽ đi vào bên trong để đảm bảo cái việc tránh những cái người hàng rong trèo kéo. Vì họ cứ liên tục đi theo mình nè. Không ơi. Okay, thank you. Okay, thank you. $3 okay. No, thank you. $3 okay. 200 to take. 200 to take. 200 good price. $3 okay. $3 okay. 60.000 đồng, họ giảm còn 60.000 đồng tiền Việt Nam. Bây giờ chắc có lẽ anh theo mình nhiều quá, cho nên thôi mua cho anh một con đi. Gõ kiến. 200. Đó, chạy giá nãy giờ mới được. Một địa điểm nữa thì mình sẽ dẫn mọi người đến khi mà có mặt tại thành phố cổ Varanasi. Đó là chùa có tên là Sri Lanka. Bây giờ thì mình sẽ đi vào bên trong. Ngôi chùa thì cũng đang trùng tu cho nên là sẽ thấy là có những cái giàn giáo ở phía trên bảo tháp. Đoàn của mình thì có rất là nhiều giám đốc các công ty lữ hành và có cả những nhà báo, và mọi người đi cái chuyến này để khảo sát lại các cái điểm đi. Dự kiến thì trong thời gian tới, tháng 8 năm 2023 sẽ chính thức mở cái lịch trình, cái hành trình ở khám phá ở vùng đất tại Ấn Độ và Nepal với cái lịch trình là 7 ngày 7 đêm. Mọi người có thể đi đầy đủ các cái điểm thánh tích của Đức Phật. Và may mắn thay thì hôm nay đến thì cũng được một vị sư trụ trì tặng những cái vật phẩm đến từ Phật giáo. Thậm chí là mình còn được làm phép rất là nhiều những cái vòng tay rồi tặng y của Đức Phật. Và hôm nay thì tụi mình đang đến ngôi chùa có tên là Sri Lanka, nằm ngay tại thành phố Varanasi, Ấn Độ. Sau khi làm lễ xong thì sư trụ trì đang tặng một cái món quà và tiếp tục thì dẫn đoàn đi ra tham quan cây Bồ Đề. Ở đây xin chia sẻ với mọi người, ở đây là cái bức tượng mô phỏng lại Phật Thích Ca đang truyền dạy đạo pháp lại cho 5 đệ tử của mình, 5 đệ tử Bà La Môn. Mọi người có thể thấy là bức tượng được tạc nó khác biệt so với tượng ở Việt Nam, vì thời Phật giáo mà truyền miệng thì đôi khi là chỉ qua những cái lời kể và người ta tạc theo cái lời truyền miệng đó. Còn đây là gốc cây Bồ Đề, được cho là gốc cây nhánh từ cây Bồ Đề mà Phật Thích Ca Niết Bàn. Đây chỉ là một cái nhánh cây thế hệ thứ 3, thứ 4 thôi nha mọi người, không phải là cây gốc nguyên thủy đâu, vì cây nguyên thủy đã được triết sang Sri Lanka rồi. Một điều lưu ý với mọi người khi đến các thánh tích của Đức Phật thì nên chuẩn bị những đồng tiền lẻ, vì khi mà chúng ta cởi giày dép ra luôn luôn có người giữ và sau đó thì họ xin một cái phần tiền nhỏ. Cô bé này nó đang tiếp cận mình liên tục để xin khoản tiền nhỏ. Bây giờ mà mình cho thì mình phải canh, khi mà không canh. Hi. Yuma. What's your name? My name is Matt. How are you? How else? Bây giờ thì mình sẽ lén đi qua cái đoạn kia nó vắng người hơn để dễ dàng mang tiền đến cho cô bé. Ok, biết chiêu. Và ngay lúc tức khắc thì có rất là nhiều người đến để xin cái khoản tiền như vậy. Mà cái giá trị nó cũng không cao lắm nha mọi người, khoảng vài ngàn đồng thôi à. Anh ơi! Ngồi xuống, kêu ngồi xuống hả? Ngồi à? Kêu ngồi xuống đi. Đó, rồi. Có, cứ từ từ. Rời bỏ thành phố Varanasi, mình tiếp tục di chuyển đến thành phố có tên là Thành Xá Vệ. Và thành phố này thì gần giáp với biên giới giữa Ấn Độ và Nepal. Ở đây thì mình được chiêm ngưỡng Kỳ Viên Tịnh Xá, hay còn gọi là nơi mà Đức Phật đã thuyết pháp và đã sống ở đây 24 mùa kiết hạ, tức là đã gần nửa cuộc đời của Đức Phật rồi. Và ở đây thì có cả một cây Bồ Đề vô cùng linh thiêng. Ngay tại vị trí này, nơi Đức Phật đã tọa thiền rất nhiều năm. Và hôm nay mình sẽ có những giây phút ngồi thiền ngay tại vị trí của Đức Phật. Và mọi người khi đến đây thì nên dành 30 phút để thiền định trong Kỳ Viên Tịnh Xá nha các bác anh chị. Đây là một địa điểm mà Phong vô cùng mong chờ và háo hức. Đức Phật Thích Ca đã có 24 năm an cư kiết hạ tại đây, tức là nửa cuộc đời của Ngài đã từng sinh sống và tu tập tại nơi này. Và Phong đang có mặt tại Kỳ Viên Tịnh Xá. Sáng giờ thì di chuyển một cái quãng đường rất là dài, 350 cây số, bằng một cái chặng đường từ Sài Gòn lên trên Đà Lạt. Và cuối cùng cũng đã đặt chân đến đây. Bây giờ là mùa hè, nếu như đi tuần trước thì nhiệt độ sẽ là 47 độ C. Nhưng mà rất là may mắn, hôm nay đến thì nhiệt độ cũng lại giảm xuống chỉ còn khoảng 35 độ thôi. Nhưng mà thời tiết nó cảm giác nó mát mẻ hơn so với những ngày trước. Và nếu mọi người đến Ấn Độ thì nên đặt chân đến địa điểm này. Đây là một trong những địa điểm vô cùng quan trọng về một cuộc hành trình hành hương về nơi Đức Phật. Và Phong còn 3 địa điểm nữa mà mọi người cùng theo chân Phong. Và bây giờ thì mời mọi người cùng ngắm cái không khí và khung cảnh ở Kỳ Viên Tịnh Xá, nơi mà Đức Phật đã gắn liền nửa cuộc đời mình ở đây nha. Các thành viên đi cùng đoàn với Phong thì đang thực hành cái việc thiền ngay tại cái vị trí của Đức Phật. Cứ mỗi ngày ngồi ở đó thiền và mọi người đang tiếp nhận những cái năng lượng tích cực nhất. Và đến đây thì còn thậm chí là có một vài cô chú trung đoàn thì đã bật khóc vì có một cái năng lượng về ở nơi mà Đức Phật đã từng sinh sống ở đây. Và mọi người có thể thấy là không gian ở đây vô cùng bình yên. Ở đây thì có thêm một cây bồ đề nữa. Chút nữa sẽ dẫn mọi người đến tham quan cái cây bồ đề đó. Và có một cái giếng nước, mà giếng nước mà Đức Phật cũng đã 24 năm từng sử dụng nguồn nước đó để uống. Và đây cuối cùng cũng tìm ra được cái giếng nước mà từng được Ngài Đức Phật sử dụng. Và Phong đã chuẩn bị rất là nhiều chai nước để có thể hứng cái giọt nước này mang về để uống. Thậm chí là theo cái tín ngưỡng đó, thì Phong nghĩ rằng có thể là đưa lên bàn thờ. Ở đây thì vào mùa hè khi mà nhiệt độ lên cao á, thì lượng khách đến sẽ giảm bớt. Và lúc này sẽ có một cái lực lượng khai quật lên. Và đến bây giờ thì chỉ mới khai quật một phần nhỏ ở đó thôi. Và cũng giống như những cái điểm khác, ở đây thì rất là nhiều người giả vờ khi mà thấy những khách hành hương đến thì sẽ cầm chổi để quét. Mục đích của họ cũng chỉ là để nhận được những cái đồng ngân lượng nhỏ thôi. Những cái nơi gắn chặt với Đức Phật một thời hưng thịnh, nhưng bây giờ thì người dân ở đây vô cùng nghèo khó. Nghèo đến mức như thế này nè, họ kiếm ra khoảng 20 ruby, tương đương khoảng hơn 5.000 đồng tiền Việt Nam. Thậm chí cũng không làm ra nổi. Và đối với họ thì khoảng 20 ruby, 5.000 đồng tiền Việt Nam là một cái giá trị lớn, đủ để họ lo cho một bữa ăn, cho một gia đình, trong một ngày. Họ chỉ bỏ ra khoảng 20 ruby mua một ít bột cà ri về nấu lên, sau đó phết với những cái rau củ quả ở trong vườn để luộc lên và chấm với những cái rau củ quả ăn thôi. Và đây là một cây bồ đề nằm trong Kỳ Viên Tịnh Xá, một cây bồ đề chiết từ cây bồ đề gốc ngay tại Sri Lanka. Và ở đây mọi người sẽ bắt gặp rất là nhiều người Ấn, họ sẽ hái lá bồ đề và đưa vào tay của mọi người. Và sau đó thì xin những khoản tiền nhỏ. Vì vậy thì mọi người cứ đừng nghĩ rằng họ đang hỗ trợ mình nha. Ở Ấn Độ từ ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay mình liên tục nhận được sự giúp đỡ của người Ấn. Và ngược lại mình phải chi cho họ một khoản tiền nhỏ. Thay vì mình để họ tặng những cái lá như vậy thì Phong đã nhặt được những cái lá bồ đề khô rồi. Hy vọng rằng khi mà mang về Việt Nam á, sẽ ép vào ở trong những cái khảm nhựa và mọi người có thể để lên bàn thờ. Hoặc là làm một cái kỷ vật nào đó. Phong sẽ tặng cho khoảng 20 người đầu tiên khi mà nhắn tin cho Phong. Đây là cái món quà mà Phong thỉnh từ đất Phật. Phong nghĩ rằng mang những gì ở nơi đất Phật mang về quê hương mình thì nó đều là những cái gì vô cùng linh thiêng. Vì vậy thì hy vọng rằng trong cái hành trình em đợt này thì Phong sẽ mang được rất là nhiều vật phẩm về. Khi mà trở về lại cái điểm cuối cùng trước khi rời khỏi Ấn Độ thì Phong sẽ mua rất là nhiều vòng đá, cũng sẽ tặng cho những khán giả mà đã xem qua video này. Mọi người đón chờ nha. Người Ấn thì theo Ấn Độ giáo rất nhiều, vì vậy thì họ không quan tâm nhiều về những cái thánh tích của Đức Phật. Vì vậy thì hiện giờ ngay tại khuôn viên này có rất là nhiều nơi vẫn chưa được khai quật. Mình sẽ đi xuống dưới này mà cho mọi người thấy là ở đây còn rất là nhiều công trình cổ đang lún sâu dưới lòng đất. Mọi người phải nhớ như thế này, cứ khoảng 100 năm thì chúng ta sẽ lún mất khoảng 20 cm. Như vậy thì đã 2.500 năm rồi. Thì các cái công trình liên quan đến Đức Phật cũng đã nằm sâu dưới lòng đất. Và chỉ cần chịu khó khai quật hết cái khuôn viên này thì mọi người sẽ thấy rất là nhiều các công trình đang ẩn sâu dưới đó. Mình hy vọng rằng trong chuyến sắp tới vài năm nữa mình sẽ chứng kiến được một khuôn viên ở Kỳ Viên Tịnh Xá được khai quật lên hết. Còn đây là cảnh mà các thành viên trong đoàn đang lấy nước từ cái giếng nước mà Đức Phật đã sử dụng này. Mọi người sẽ rót vào những cái chai như vậy. Anh Bùi Hồ đang rót cái chai nước của mình. Mình thì chắc lẽ mình sẽ thỉnh một cái chai nước nhỏ thôi, nửa lít, để mang về uống. Thực tế thì tôn giáo sẽ khiến cho tinh thần của chúng ta mạnh mẽ hơn. Khi gặp một cái điều gì yếu đuối thì có một cái chỗ dựa về tinh thần á, thì mình sẽ mạnh mẽ, có sức mạnh hơn. Vừa bước ra khỏi cổng Kỳ Viên Tịnh Xá thì Phong là gặp được những cái vị sư. Thực tế thì trong đây mọi người có nhận diện được đâu là những vị sư thật và đâu là những vị sư giả hay không? Chắc có lẽ sẽ rất là nhiều người dễ bị lầm. Và tình trạng giả sư ở bên Ấn Độ khi mà chúng ta đến những cái thánh tích á, xảy ra phổ biến. Và Phong xin tiết lộ với mọi người, trong các vị sư này thì vị sư ở cuối cùng này, vị sư màn ảnh trái của mọi người, đây là vị sư thật nha. Dù thật hay giả, nhưng với cái tâm bố thí ba la mật thì mình nghĩ rằng cái việc mà cho các vị sư họ thật hay giả thì cũng không quan trọng lắm. Quan trọng là cái tấm lòng và nuôi dưỡng cái linh hồn của mình, biết cách chia sẻ và hành thiện tốt hơn. Tất nhiên thì việc mà chia sẻ và hành thiện một cách đúng lúc, đúng thời điểm và đúng chỗ lại là một cái hay. Nhưng mà trong cái nghịch cảnh như thế này thì chắc có lẽ mình nghĩ rằng là thôi thì cứ bố thí đi, ba la mật đi, hỗ trợ cho ai được thì tâm mình sẽ an nhiên. Và hôm nay thì Phong sẽ đi dạo cái đường phố ở nông thôn ở Ấn Độ như thế nào nha. Phong vừa mới rời khỏi khách sạn này để đi ra dọc phía trước cho mọi người cùng xem cái không khí ở đây. Mọi người sẽ thấy là cái cuộc sống của... Ôi trời ơi! Mới bước ra khỏi khách sạn thì Phong đã thấy rất là nhiều người dân Ấn Độ đang đứng ở chờ phía trước khi mà biết những cái người nước ngoài á đến cái vùng nông thôn như thế này. Cái mấy cây vậy? Cái con ấy là sẽ ngáo nhào lên liền. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Rời xa Ấn Độ, mình tiếp tục một cái hành trình dài 235 cây số để sang một quốc gia cận kề, đó là Nepal, nơi có khu vườn có tên là Lâm Tì Ni, là nơi Đức Phật đản sanh. Ngoài ra thì mình còn đến đền thờ của Hoàng hậu Maya và được xây dựng cách đây hơn 2.600 năm, cách thủ đô Kathmandu ở Nepal khoảng 240 cây số. Tiếp tục thì mình lại di chuyển đến kinh thành Kapilavastu Vệ, và để có thể sang bên Nepal thì mình phải làm các thủ tục, đó là thủ tục xuất cảnh ở Ấn Độ. Và mình bất ngờ khi mà người Ấn họ có và người Nepal có thể qua lại bình thường, họ chỉ cần là quốc tịch Ấn với Nepal thôi. Tuy nhiên thì ở cửa khẩu này người ta cấm những cái quốc gia như là Pakistan nè, các nước châu Phi nè, các nước Hồi giáo cực đoan này. Thực tế thì chỉ khoảng một phút thôi, Phong đã xong cái hộ chiếu của Phong rồi và đã xong cái giấy gọi là xuất cảnh khỏi Ấn Độ. Bên trong thì không được phép ghi hình và đó chỉ là một vài cái máy tính. Hôm nay thì cúp điện cho nên là người ta sẽ ghi bằng thủ công, bằng tay. Mình không thể ngờ rằng cái việc xuất cảnh giữa Ấn Độ và Nepal nó trở nên dễ dàng như vậy. Và đây là cửa khẩu này. Khi mà đi đâu cũng vậy, cứ thấy vị khách người nước ngoài thì người dân ở đây họ lại tiếp cận và ý định là muốn xin những cái đồng ngân lượng lẻ. Trên tay của Phong là tờ 20 ruby và tương đương với tiền Việt là 5.000 đồng. Nhưng đối với người Ấn thì 20 ruby đủ để họ có một cái bữa ăn thật là thịnh soạn trong một ngày. Đó, 5.000 đồng thôi nha cô bác anh chị. Đối với người nghèo thì một gia sản lớn lắm. Ở đây thì là hết điếc đấy. Babu. Namaste. 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 Babu. Namaste. 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 Đây là cửa khẩu biên giới giữa Nepal và Ấn Độ. Ở xưa kia thì khu vực Lâm Tì Ni, nơi sinh ra Phật Thích Ca, và bây giờ thì thuộc đất nước Nepal rồi nha cô bác anh chị. Còn bên này là Ấn Độ nè, hai bên thì qua lại rất là đơn giản. Còn cái chốt kiểm tra thì cũng khá là bình thường, như một cái chốt kiểm tra dịch ở Việt Nam vậy đó. Người ta dựng một cái lán trại nhỏ và sau đó thì mọi người xô giấy tờ ra và họ đánh dấu vào trong đó, rất là đơn giản ha. Khi mà muốn nhập cảnh vào Ấn Độ chỉ cần qua bên này đóng dấu bên màn ảnh trái của cô bác anh chị á, và tới khu vực kia sẽ lùa vào bên trong để kiểm tra an ninh. Đó, rất là đơn giản và dễ dàng. Còn những người ở biên giới thì không cần đâu. Còn phía trước mọi người là một căn nhà nhỏ, đó là cái chốt làm việc của hải quan và cũng như là cảnh sát ở Nepal. Mình sẽ vào trong đó để đóng dấu nhập cảnh, và phí để có thể nhập cảnh đó là 30 đô la Mỹ. Một điểm khác biệt giữa Ấn Độ và Nepal ở đây, ở giao thông mọi người sẽ thấy không nghe tiếng còi như một thói quen, mà thi thoảng nha, mình không khẳng định là không có, nhưng mà thi thoảng thì sẽ nghe một vài tiếng còi. Vừa rồi đó là những người Ấn mà qua đây sinh sống, họ vẫn giữ cái thói quen như vậy. Còn đối với người Nepal thì tuyệt đối không sử dụng còi. Phong đang có mặt tại thành Kapilavastu, nơi mà lúc Đức Phật Thích Ca sinh ra thì ông đã không làm muộn phiền cho ba mẹ mình bằng cách là từ nhỏ đã có ý định là muốn đi tu rồi, nhưng mà ngài cũng mong muốn là không làm phiền cho ba mẹ, cho nên là cố gắng cưới vợ và sinh ra một đứa con để nhằm nối dõi tông đường. Sau đó thì khoảng 29 tuổi thì Đức Phật đã ra cái cửa thành ở khu vực này để cắt tóc và chính thức đi tu. Đây là cửa phía Tây nha cô bác anh chị. Và hôm nay thì về với Nepal, quê nội của Đức Phật, ngay tại thành Kapilavastu để chia sẻ với mọi người. Cũng nơi đây thì Hoàng hậu Maya cũng đã từng nằm mơ thấy cái việc đó là có một con voi màu trắng và sau đó thì có bầu, đúng hơn gần một năm mới sinh ra Đức Phật. Và đây, không gian này là chứa đựng rất là nhiều điều kỳ bí liên quan đến Đức Phật. Mặc dù là cái nơi mà gắn liền với cuộc đời của Phật Thích Ca, nhưng mà đạo Hindu vẫn phát triển rực rỡ ở khu vực này. Và ngay tại Kinh Thành thì mọi người sẽ bắt gặp một cái ngôi đền mà ở đó thì rất là nhiều người Hindu đang làm một cái lễ. Khi nãy thì mình thấy một bà mẹ bế một em bé và mang một con voi vào đây để làm lễ. Thì chắc có lẽ là ở đây gắn liền với linh vật voi á, vì hồi xưa mà mẹ của Phật Thích Ca cũng đã nằm mơ thấy một con voi trước khi mà mang thai và sinh ra Đức Phật. Đây, ngôi đền là rất là nhiều voi ha. Và đây là đền của người Hindu. Bên trong thì họ thờ rất là nhiều bức tượng, khỉ nữa, khỉ mặt người đúng không? Wow. Nepali? Yeah, Nepali. Oh. Hindu. Hindu, sir? Yeah, I'm from Guide. And Vietnam? Vietnam, yes, please. Mặc dù các đứa bé này là người Nepal như theo đạo Hindu, nhưng mà khi gặp anh em của tụi mình đó là cứ hỏi là Việt Nam mà Nam Mô Di Đà Phật. Three Muslim, 1, 2, 3 Muslim. Muslim, yes. Yeah, this one Hindu. Hindu, Muslim, đạo Hồi đúng không? Muslim? Yeah, Muslim, this one. Muslim. Hinduism. Yeah. 4, 6. Thôi để lì xì cho mấy đứa nhỏ ít tiền anh Hồ. Đúng rồi. Ok. Cái đứa bé rất là dễ thương luôn kìa. Ôi. Ruby. Mình có tiền Nepal nữa, nhưng mà thôi lì xì mấy đứa nhỏ tiền Ruby đi. Nepal 20 rupee. Xin chia sẻ với mọi người như thế này. Ở bên Ấn Độ tụi mình lì xì cho mỗi người một tờ như vậy là mọi người có thể ăn uống được một ngày. Tờ này là 20 ruby, đổi ra tiền Việt Nam mình hơn 5.000 đồng. Vì sao chỉ có 5.000 đồng mà người Ấn Độ có thể sống được? Họ chỉ bỏ 10 đồng mua một ít bột để làm bánh thanali, và 10 đồng nữa thì họ sẽ mua bột cà ri về và hái rau củ quả ở trong nhà, đủ một ngày ăn. Đó, bây giờ mình lì xì cho nó nhỏ, coi như là cũng đủ một ngày ăn cho người Nepal. Đây là các bạn Hinduism này. Nam mô A Di Đà Phật. Dễ thương ghê. Mặc dù là có vài đứa bé thì theo đạo Hindu, có một vài đứa bé thì theo đạo Hồi. Tuy nhiên khi biết nói tiếng Việt hết à, Nam mô A Di Đà Phật hết à. Hamas, Hamas. Yes. Ở bên Nepal đó, mấy bạn nhỏ là nói tiếng Anh rất là chuẩn nha. Bye bye. Beautiful Vietnam. Yeah. Smith, namaste. Việt Nam là xin chào. Namaste. Xin chào. Smith. 1, 2, 3. Namaste. Namaste. Xin chào. Xin chào. Ok, thank you. Okay, photo. Ngay tại vị trí này, Đức Phật khi còn là Thái tử Tất Đạt Đa đã đi ra cửa thành bên này, và sau đó thì cắt một lọn tóc và bắt đầu cái cuộc hành trình đi tìm kiếm giải đáp câu hỏi làm sao giải quyết được câu chuyện nỗi khổ niềm đau. Và điều khá bất ngờ khi mà mình đi sâu kinh thành á, đi dạo thì mình thấy một cậu bé đang bắt ấn này, ngồi thiền nãy giờ nửa tiếng đồng hồ rồi, và ngồi tịnh tâm như vậy, giống như là ngài Đức Phật hồi xưa ha. Nhưng mà trong cái nơi mà phải gọi là có tính lịch sử và linh thiêng như thế này, thấy hình ảnh này cũng khá là hiếm ha. Tại bắt ấn rồi. Khác biệt với xã hội Ấn Độ thì ở Nepal thì những đứa trẻ cho đến những người lớn khá là dễ thương. Một địa điểm nữa mà ngày hôm nay mình tiếp tục dẫn mọi người đến, đó là một địa điểm mà vô cùng quan trọng khi mà trên cái hành trình tìm kiếm cái dấu chân của Đức Phật á, thì mọi người cũng phải đặt chân đến, đó là khu vườn mang tên Lâm Tì Ni. Đây là nơi mà mẹ của Đức Phật đã tắm suối và sau đó thì sinh ra ngài ngay tại cái vùng đất này. Và đây là cái bức tượng do chính người Thái á, họ cúng dường cho khu vườn Lâm Tì Ni. Hiện giờ thì khu vườn này được bảo tồn và bảo vệ khá là nghiêm ngặt, cho nên là việc mà đụng chạm những cái linh vật ở đây hoặc là những cổ vật ở đây thì gần như không thể. Thậm chí có những một số khu vực khác có những cái bức tranh quý á, mình cũng không được phép ghi hình và chụp ảnh, vì cái ánh đèn quay phim hoặc ánh đèn đánh flash thì nó sẽ phai đi cái màu. Còn đây là cái bức tượng dát vàng của những người Thái họ cúng dường ở khu vườn Lâm Tì Ni nha các bác anh chị. Không khí ở đây lúc 4 giờ chiều khá là mát mẻ. Hôm nay mình đến thì mình bắt gặp rất là nhiều người dân ở Sri Lanka, một cái quốc đảo xa xôi. Họ đã đi một cái quãng đường rất là dài và xa, như ở Việt Nam mình bay sang Nepal vậy đó. Rất là nhiều người dân, và thậm chí có cả những người Ấn Độ theo đạo Hindu nhưng mà người ta vẫn tôn thờ Đức Phật, cho nên là cũng tìm đến đây để tìm hiểu cũng như là chiêm bái. Đứa bé người Nepal này, người Nepal nhìn khác biệt so với người Ấn Độ lắm. Mình sẽ cho mọi người xem cái khu vực mà 2.500 năm trước Hoàng hậu Maya đã sinh ra ngài Phật Thích Ca nha cô bác anh chị. Đây là con đường dẫn vào nè. Hôm nay thì gió rất là mát, dù nhiệt độ ở tại Ấn Độ trên 30 độ C, có thời điểm là 40 mấy độ, giống như là bắt quái vậy. Nhưng mà hôm nay thì đến khu vườn Lâm Tì Ni thì không khí nó mát mẻ, nó dễ chịu lắm. Trưa giờ thì mình bị sốc nhiệt dữ dằn, nhưng mà bây giờ thì cảm giác lòng nhẹ nhàng, không khí cũng nhẹ nhàng, mọi thứ cũng rất là êm ả. Và bây giờ mời mọi người đi vào bên trong. Ở phía trước mọi người có một vị sư đang ngồi thiền dưới một gốc cây ngay tại vườn Lâm Tì Ni nè cô bác anh chị. Mọi người thấy không? Đang ngồi xa xa kia. Đây là đền thờ Hoàng hậu Maya. mẹ của Đức Phật nha mọi người. Bên trong này thì có hai báu vật của đất nước Nepal. Đó là một cái bức tranh vẽ lại cái hành trình của cuộc đời Đức Phật. Ngoài ra thì có một cái tượng đá mà mô tả lại Đức Phật được sinh ra từ bên cái nách của Hoàng hậu Maya. Và vì bên trong họ không được phép ghi hình cho nên là mình chỉ có thể chia sẻ mọi người câu chuyện ở phía trước này thôi. Ôi, lại thêm một cái bất ngờ nữa, đó là sư cô người Việt Nam nãy giờ cũng đã ngồi thiền hơn 1 giờ đồng hồ rồi mọi người. Mình thấy là sư cô ngồi rất là giống hình ảnh của sư ông Thích Chất Hạnh mà mình đã từng có dịp diễn kiến. Mọi người thấy không? Rất là đẹp ha. Mọi người đang đốt đèn cầy này. Đây là cái bánh xe luân hồi của Phật giáo. Còn kia là đại sen. Mọi người đang sắp lại biểu tượng của Phật giáo. Đây là cái trụ đá do Đức Vua A Dục xây dựng lên và đánh dấu khu vực này là khu vực vườn Lâm Tì Ni. Vì vậy thì UNESCO và cũng như là một số tổ chức họ thừa nhận là đây là vị trí vườn Lâm Tì Ni. Và ở phía trên còn có những cái vết tích được ghi lại thời Đức Vua A Dục đã 2000 mấy năm rồi, và đánh dấu nơi mà Phật Thích Ca sinh ra. Vì vậy thì dân làng ở toàn bộ cái vùng này được giảm gấp tô thuế đến 8 lần. Và người dân ở đây sống một cuộc sống khá là sung túc khi mà lượng thuế được giảm đi. Bây giờ thì mình mới thấy được các sư đang xếp thành cái chữ Nam Mô Buddha, tức là Nam Mô Phật Thích Ca. Và đêm nay thì mọi người sẽ đảnh lễ và đốt đèn. Không khí ở đây nó vô cùng linh thiêng, đến mức mà mình chứng kiến cái cảnh mà mọi người cầu nguyện nè, tụng kinh nè, da gà mình nổi lên hết. Chắc có lẽ có một nguồn năng lượng nào đó khi mà cái dịp mình đến cái vùng đất Phật. Mình tin rằng ai từng đặt chân đến đây sẽ có những cảm giác như mình. Mình đã có một đêm ngủ tuyệt vời ngay tại Lâm Tì Ni thuộc đất nước Nepal. Và hôm nay thì mình từ Nepal trở về lại Ấn Độ. Hành trình tiếp theo của mình sẽ đến thành Tỳ Xá Ly. Đây là một trong những cái nơi cũng khá linh thiêng. Có học viện Na Lan Đà này, có Trúc Lâm Tinh Xá này. Và đặc biệt có ngọn núi, đó là ngọn núi Linh Thú, một ngọn núi như hình con cần kền á. Và đây được cho là ngọn núi vô cùng linh. Và mình đã có 2 lần chinh phục cái ngọn núi này rồi. Và sau đó thì mình sẽ ngủ ở tại thành Vương Xá nha. Phân bò được cho là linh vật ở bên Ấn Độ, là một cái thứ Thượng Đế ban xuống và đại diện cho một cái thứ tốt đẹp. Cho nên là khi mà con bò họ thải ra phân á, thì họ sẽ giữ nguyên. Dù quét rác sạch sẽ ở đây nhưng mà đối với cái đống phân này thì họ vẫn giữ để làm những cái điều phục vụ cho cuộc sống. Chẳng hạn như là làm chất đốt, để đốt những cái vật dụng như là đất nung nè, ly sứ nè. Và đối với người Ấn thì trong các cái ly sứ có cái mùi phân bò thì là một cái điều rất là may mắn và mang lại rất là nhiều điều tốt cho sức khỏe. Thậm chí họ dùng phân bò để chét lên mặt, mục đích là để làm đẹp da. Cho nên là mọi người thấy có một cái phân bò, 2 đống phân bò họ giữ nguyên hiện trạng và rưới tỏi lên thôi để mang những cái điều may mắn đến. Mình tin rằng những giây phút sắp tới mọi người sẽ xem những hình ảnh mà chắc có lẽ sẽ vô cùng xúc động. Đây là nơi Đức Phật Niết Bàn và bên trong có một cái bức tượng Phật cũng đã 2000 mấy trăm năm rồi. Một cảm xúc vô cùng nghẹn ngào khi mà đứng trước bức tượng Đức Phật và Ngài đã niết bàn ngay tại vị trí này. Mình thì còn giữ được bình tĩnh nhưng mà một vài anh chị em trong đoàn cũng đã bật khóc rồi. Thậm chí có người không cầm được nước mắt đã bước ra ngoài. Không hiểu tại sao khi bước vào bên trong căn phòng này thì mỗi người sẽ có một cái cảm xúc rất khó tả. Rất nhiều người sẽ chạm vào lòng bàn chân của Đức Phật vì nó sẽ mang những cái điều may mắn đến. Kể cả người Ấn và những người ở những cái tôn giáo khác cũng tìm đến đây để chạm vào pho tượng này. Và đoàn của mình may mắn là được vị sư tặng cho một y Phật mà trước đó có những cái đoàn hành hương họ đã đến cũng dân y như vậy. Và cái y này thì sẽ cắt nhỏ ra, chia cho mỗi người một mảnh vải nhỏ, có thể là may cho em bé nè, ngủ giật mình nè, hoặc là để trên gối để ngủ yên giấc hơn, hoặc để trên bàn thờ, hoặc cũng có thể là về mình quấn lên những cái bức tượng trong bàn thờ nhà mình. Mình nghĩ rằng là được hạnh phúc đến đây là một hạnh phúc rồi, mà được thỉnh về lại thêm một hạnh phúc nữa. Thú thật thì khi đến Ấn Độ mọi người nên chuẩn bị tiền lẻ, vì lúc này sẽ có rất là nhiều người đến để nhận là mình đang giữ giày. Vì vậy thì họ tìm mọi cách để xin cái khoản tiền đó. Vì vậy thì mình rất là buồn cái chuyện này, nhưng mà thôi, nó cũng chẳng đáng bao nhiêu, nhưng mà như vậy nó cũng không vui lắm. Khi mà mình gửi giày thì không thấy ai nhắc, nhưng mà khi ra lấy giày thì người ta sẽ kéo đến rất là đông. Một món đặc sản ở Ấn Độ có tên là Yam Chua, và hôm nay thì sẽ dẫn mọi người để thưởng thức cái ẩm thực đường phố Ấn Độ như thế nào nha. Này là đậu lên mâm này nha, rồi bù quá trời luôn mà biểu ăn không chịu rửa luôn. Món này có tên là Yam Chua, nhưng mà không biết là ăn có được, có bị vấn đề bao tử không, nhưng mà cũng phải trải nghiệm để cho mọi người cùng hiểu về cái món ẩm thực ở đây. Đột lên lắc. Ăn gì chứ trong lòng lo lắm. Nhưng mà nó vẫn ngon đúng không? Lần đầu tiên ăn cái này mình hơi sợ, thôi nhường lại cho cậu bé nè. Trước khi dẫn mọi người đến điểm cuối cùng thì Phong có ghé vào một cái nhà dân, và đây là một cuộc sống thực tế của người dân Ấn Độ ở vùng nông thôn. Và Phong khá bất ngờ khi phát hiện ra một gia đình họ giữ một cái đồng đô la Mỹ. Đối với họ đây là cái món quà tài sản vô cùng lớn. Xin nhắc lại với mọi người, Ấn Độ là một trong những cái quốc gia được cho là cường quốc đứng thứ 5 trên thế giới. Tuy nhiên thì khoảng cách giàu nghèo và phân biệt giai cấp hoặc là chia tầng giai cấp thì được diễn ra sâu sắc. Ở các thủ đô lớn, các thành phố lớn thì ngay tại thủ đô New Delhi, ngay tại thủ đô hoặc là các thành phố lớn thì đời sống của người Ấn rất là giàu có. Tuy nhiên thì ở vùng nông thôn lại ngược lại. Ngày cuối cùng mình bắt đầu hành trình đi từ Thành Vương Xá đến Bồ Đề Đạo Tràng. Bồ Đề Đạo Tràng là một trong những nơi mà mình khuyên rằng nên đặt chân đến. Bây giờ thì mình sẽ phải mua một cái phiếu để quay phim nè mọi người. Vì bên trong Bồ Đề Đạo Tràng thì người ta không có cho phép mang các thiết bị như là điện thoại và các thiết bị có sử dụng nghe gọi. Vì cách đây không lâu thì cũng đã xảy ra một cái đợt khủng bố ở trong này rồi. Vì vậy thì muốn vào trong Bồ Đề Đạo Tràng thì bắt buộc tất cả mọi người phải cất hết toàn bộ các cái thiết bị điện thoại, ngoại trừ máy quay và máy ảnh thôi. Đây là cái lối mà kiểm tra an ninh, và tất cả các thiết bị điện thoại nghe nhìn sẽ được giữ ở phía ngoài. Nếu như mọi người phải mua một cái vé để mang camera và kiểm định cái camera có chức năng điều khiển từ xa hay không thì sẽ được phép mang vào như thiết bị của mình. Bồ Đề Đạo Tràng được siết chặt về vấn đề an ninh, cho nên là sau khi lớp cổng đầu tiên thì mình tiếp tục lại kiểm tra an ninh đợt thứ hai. Và bây giờ thì sẽ đi vào bên trong gặp một cái vị sư. Cậu mình vô cùng may mắn khi mà được vị trưởng lão đón tiếp, và vị trưởng lão đã tặng cho từng thành viên những cái khố vải mà đã từng quấn lên bức tượng Phật 2.600 năm. Bức tượng này là quốc bảo của Ấn Độ, vì vậy thì được kiểm tra khá là nghiêm ngặt và mình đã phải quét an ninh thêm một lớp nữa. Còn đây là lối đi vào này, luôn luôn đông đúc các Phật tử khắp mọi nơi. Đến đây thì mọi người được chiêm bái, được thắp hương, được cầu lạy là một điều vô cùng may mắn, và đoàn mình thì đang được các vị trưởng lão làm lễ cúng một. Và đây vị trưởng lão đang làm chú để mang những cái điều tốt lành đến cho từng thành viên đoàn. Ở phía ngoài thì rất là đông đúc, mọi người đang xếp hàng chờ. Và đây là một trong những nơi linh thiêng trên cái con đường mà ghi lại dấu chân của Đức Phật á. Gần như là ai đến Ấn Độ muốn đi hành hương thì cũng đều phải đặt chân đến Bồ Đề Đạo Tràng, nơi hội tụ rất là nhiều yếu tố về linh thiêng cũng như là dấu chân của Đức Phật. Ở đây thì có 7 tuần lễ, và mỗi tuần lễ như vậy đều gắn liền với cái quá trình thiền định của Đức Phật. Tất nhiên thì mình sẽ không đi sâu vào những câu chuyện đấy, mà mình chỉ chia sẻ với mọi người những không khí, khung cảnh và cảnh tượng ở đây để cho mọi người thấy rất là nhiều Phật tử khắp mọi nơi, đặc biệt là những người dân đến từ Thái Lan, Myanmar, Nhật Bản và Việt Nam. Còn đây là cội gốc cây Bồ Đề, và cây Bồ Đề này cũng đã trải qua rất là nhiều biến cố, nơi mà Thái tử Tất Đạt Đa đã ngồi thiền 49 ngày để đạt được cảnh giới giác ngộ, và đã trải qua 2.600 năm. Cây Bồ Đề đã từng bị đốn hạ rồi trồng lại nhiều lần. Ngày nay thì hậu vệ của cây Bồ Đề vẫn đang phát triển mạnh mẽ và vẫn không thay đổi so với vị trí ban đầu. Tình cờ thì gặp một vị sư người Việt Nam và đoàn Phật tử đi cùng, mình sẽ ghi lại cái thước phim này. Và đoàn mình thì cũng nối theo bước chân của vị sư để đi xung quanh bảo tháp và xung quanh cây Bồ Đề, với ý nguyện đó là 3 vòng liên tục. Đây là bảo tháp bên trong Bồ Đề Đạo Tràng, và trong hàng trăm cái chuyến đi của Phong thì có lẽ đây là chuyến đi để lại sự ấn tượng lớn nhất với Phong. Ấn tượng đầu tiên là sự đoàn kết của tất cả các thành viên trong đoàn. Ấn tượng thứ hai là Phong được dịp đi theo dấu chân của Đức Phật, và chuyến đi 7 ngày 7 đêm đã để lại cho Phong muôn vàn cảm xúc. Cảm xúc đầu tiên khi mà mình đến đây để gội rửa lại được tâm hồn của mình, để củng cố thêm niềm tin và đức tin của mình đối với Phật giáo. Phong hy vọng rằng nếu cô chú anh chị xem được thước phim này và có ý định đến với vùng đất của Đức Phật thì hãy liên hệ Phong. Phong sẽ hỗ trợ mọi người hết mình về cái hành trình ấy. Phong nghĩ rằng có duyên với vùng đất Phật thì chúng ta hãy nên đi một lần để cảm nhận được sự diệu kỳ của Phật Pháp. Một lần nữa, Phong xin gửi lời tạ từ và cảm ơn mọi người khi đã dành thời gian hơn 50 phút để theo dõi cái thước phim này.